Trong hoa sen hiện lên phó kinh màu, hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ẩn đỏ vườn son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây. Chớ quên những lời Thầy đã dạy, một lòng son trì dạy giữ dây. Xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc lãng phải thì tròn. Thầy làm sao thì con thiếu vậy, bước chân Thầy con phải dẫm qua. Con đường của Phật Thích Ca, cứ đi theo đó thì là vẹn thân. Sông khác chỗ, nhưng tánh cùng một ngõ như nhau. Cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp khá ôi thuận hành. Kinh còn ta muôn ngàn nẻo nhiệm, giờ phút này chưa tiện nói ra. Hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, có ngày ta sẽ viết ra hết lời. Xin ráng đợi chớ lời giả sắc, sẽ gặp hồi tượng đất chẳng không. Nhiệm màu ôm dắt đi nơi lòng, gặp người chung thì sẽ hồng trao cho. Lời son ở nơi phó kinh nhiệm, như ta vừa xem vừa nghiệm từ lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu kham. Kinh từ lật từ trang đến cuối, rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua. Quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đó hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nọ phát ra rằng: con ơi Đức Phật Đà, vì con vì khắp ta bà chúng sanh. Dạy rõ từ kẻ răng chân tóc, mi phó kinh rồi là một diệu phương. Ngày nào thuận nước thuận đường, kể cho dân chúng mà được tường ở con. Cây di đăng con còn nhiều lúc, mà chiều cho quá chớ phúc chối từ. Hy sinh cái kiếp hoài hư, xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, nhưng khổ vì bác ai đáng mừng. Riêng mình chịu khổ một thân, giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ. Sự khổ ấy đáng cho chịu khổ, khổ càng nhiều đức độ càng cao. Khổ nay nhưng lại vui sao, vui sao cùng khắp người nào cũng vui. Mình được vui cho người vui rơi,
sự vui này mới gọi thật vui. Thế nên dù chiếu dập vui, vì dân cứ mãi vui cười ở con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lăn ngày bữa cho qua. Đau màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu mây mặt, nghĩ đói cũng quên đến khát cũng quên. Ban ngày chi những ban đêm, từ bi hai chữ một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết Phật mười phương cách việc hiểu rằng, làm lành thì cứ làm lành, không cần ai biết mới thành con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng ma khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì? Điều này con xét kỹ đi, rồi thì sẽ được cổ quy lấy mình. Phật nói xong giáng thanh một tiếng, rồi giáng hình tự biến ra không. Đóa hoa cùng ngọn đèn hồng, đèn thì phơ phất qua không mi cửa mình. Trong có vẻ quyền linh vô tận, một hoa màu trong dạng đó hoa. Hồ xuyên rộng lớn bao la, nước trong ríu chảy dưới hoa diệu vàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hạn nhiên. Nhưng mà cặp mắt thần tiên cảnh này, đâu phải áo quyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mị đâu không. Ước người cùng thấy được bóng, như ta đã thấy thì lòng mới vui. Nhưng tin rằng những người nghe đây, nếu tin ta nghe lấy lời ta, mỗi lời nói ở trong qua, lòng xoắn chặt giữ như là kêu sơn. Ai cũng được hành chân chánh đạo, ý như lời Phật bảo xưa nay. Qua kia hiện đến có ngày, thấy qua sẽ được nhiều bài hay hơn. Qua đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm, Phật mời phương diện kiến tầng mày. Bình trầm được gặp thuốc hay, hả không mừng rỡ đưa tay rước vào. Việc có thật chớ nào mơ mộng, ráng tu hành sẽ đặng chứng minh. Nên không gì cũng tại mình, việc chỉ khó mây cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ấn lên một cái, soạn vôi
cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Từ nền trong khói ung chất ngất ngơ, rồi hiện ra muôn vật đủ hình. Rối loạn càng thấy càng kinh, xung xăng đến đổi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lỗi hung tàn đủ điều khác nhau. Nỗi chìm như sóng ba đào, chỉ trong giây khắc sống sao đủ hình. Tay liền nghe vang thanh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra không. Rồi qua sen với đèn hầm tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong qua có lời thơ nói rõ rằng: con ơi cảnh đó là gì? Từ trong không chẳng có chi, sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren. Sâu di tốt đua chen sâu đầy, giữ cùng lành qua lại không ngưng. Rối loạn khó nổi biệt phân, khổ sầu chi sanh não nần chi quan. Ấy tâm trạng người ta đố tre, nhìn đây mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư, tất cùng chữ Phật cũng như khác gì. Mọi việc của người suy với nghĩ, như khói ung hồ mị vô canh. Chung quy như tiếng sấm vang, việc chỉ rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời vắng tắt nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con, vì cả chúng sanh, mười phương các Phật phép lành cho xem. Riêng con biết khả đêm người biết, đạo bùa ra khắp hết trong trần. Nêu lên hai chữ quá dân, khiến cho tất cả xa gần hiền lương. Con nhìn ở bên vườn cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian. Đâu vui đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thau vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào ba tánh, khá nhận ra hai cảnh Phật phàm. Có tham cảnh Phật nên tham, cõi phàm khuyên chứ nên ham làm gì. Vạn vật vốn hữu kỳ bất diệt, sướng giường bao mặt miếng giường bao. Hay là tứ hải sang vào, chỉ là giọt nước ở trên tàu lá rung. Nên khuyên kẻ sai cuồng sự vật, khá nhìn ngay cái xác đang mang. Xác kia như đốm lửa tàn, khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bảo cho lắm chỉ làm một lúc, mây giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn. Mỗi ngày tuổi sống mỏi mòn, tuổi
mòn các việc cũng lòn đi theo. Có của cho nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàng. Lo làm những việc phước doanh, xác thân khi bỏ niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí, bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, nhưng nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là cái trường miên ở trẻ, nào phải đâu là kẻ dại ngu. Giúp người sẽ được đền bù, bất kỳ ai để mất giàu cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt tươi, hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về định mạng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mấy chớ này, cố làm để giúp nhân loài ở con. Tình yêu thầm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phụ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khăn dứt đi, không bận Phật thần đây con. Lời vừa dứt tiếng bon một cây, như từ xa đưa lại đi đeo. Khác nào đang bị đá treo, dứt đi lòng thấy như pháo hồng người. Bát chế kim chứ lời khó chuột, chết mấy thấy vẫn buộc vào lòng. Làm cho ba tấm hiểu thông, như lời đã nói ở trong bông mới vừa. Nơi đất khách sớm trưa chi tôi, lòng chỉ lo một môi ấy thôi. Đủ hình giả trá trong đời, cốt làm cho chúng hiểu lời Phật tôn. Quê nhà khắp hương thôn đồng đào, đừng quên đây đang thảo nhiều môn. Uống chiều trên lỗ càng khôn, thân này cây đã như chôn hết rồi. Sống mà chết ai người có thu, thấu được cho quý báo chi hơn. Kìa xem mây giăng đầu non đây, cùng mọi việc tục trần thế ư. Ráng cùng đây cho như một rạp, mấy nửa chừng đường chứ đáp lỗ điên. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiếng Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tình, ni sự muốn ưa phải nhìn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thì mấy cũng trì cho nên. Ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ nài ngựa vô phong sương. Kẻ đang
ở cách Trung Dương, người trong quốc nội còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trao đạo đức, sớm muộn gì cũng được như nguyện. Gặp ngày trời hợp đôi duyên, tức là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đâu nằm khắp chung, tình ta luôn âm mung trong dân. Tuy thân kẻ sợ người tần, nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kim châm. Không riêng thông cảm bằng tâm, mà còn liên hệ đến thân xác phàm. Xin già trẻ ráng làm việc phải, giúp cho đây bớt cái ưu sầu. Thân gầy gặp lắm lo âu, càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào. Xin vui nghĩ tình nhau một chút, bớt cho đây những khúc đau buồn. Mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn, vì thương ba tấm còn đường gian lao. Ước mong được vỗ mau đưa đến, để nhổ sao rời bến phù tan. Ngày nào còn cách đôi đàn, niềm xưa không thể luận bàn hết câu. Riêng ta thấy ưu sầu yêu quanh, người quê nhà cũng chẳng buồn đau. Chấp tay nguyện dãy trời cao, duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần. Phúc chia cách vì cơn suy bì, ngày nhất quy là khí thành hưng. Từ đây đến lúc cả chân, cũng nên gắn đợi xin đừng lãng tâm. Chữ đạo lý là mầm cứu khổ, câu quyền cớ là chỗ giải oan. Dù cho muôn vạn hùm lan, cũng đi cho đến tốt đàn chớ lui. Rồi đây đó thơm tho, dung bội là việc đáng lo. Một ngày sau lạnh heo khô một ngày, núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn. Rừng dù to cứ đốn sẽ thưa, tôi bao lòng cố gánh chừa. Có ngày hết được chứ ngờ rằng không. Việc chi nếu chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành, xưa nay đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tuyết sơn tầm ngõ đảo màu. Thích ca cùng một khác đâu, trái bầu cùng với hột bầu không xa. Ôm chi đảo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lọc lừa tâm não cho thanh, cùng người nhưng sống khác tình phàm phu.
chân tâm thở trời thu sáng to, giống niềm như mây bủa mịt mờ. Mây kia càng tán càng thưa, trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy kha để lòng xét kỳ, ngó mắt vào tường lũy bình bình quan. Từ nơi biển rộng minh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tâm diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm, sẵn đảo màu còn gắn tu thôi. Đây nào bẻ chuyện người ơi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, gặp đảo màu là dịp giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nạn, cần lo tu gấp chứ màng sợ chi. Quy Phật nhớ làm y theo Phật, quy tăng cần giỏi bước theo tăng. Phật tăng quy nhất một đàn, vì lòng quy pháp giáo càng gắn ghi. Trong pháp giáo luật nghi là cội, kẻ tôi hành sớm tôi ráng gìn. Luật nghi càng giữ sạch tinh, đạo màu càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tình quê nội, được có người mở khối linh quan. Lòng đây xin chớ phụ phàng, ráng khai phá lắc bất nghi mang vô minh. Mọi sự dung tại mình tất cả, làm việc chỉ phải khá xét suy. Quay rồi khi biết bỏ đi, phải chưa làm được cố trì cho nên. Những tật sâu ráng quên cho được, các việc lành không chút bỏ qua. Lòng luôn mật niệm Di Đà, nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trong đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người già chẳng mong đền. Ngày đêm khấn tay ơn trên, cứu dân khỏi cảnh đảo điên khốn nạn. Ngày ở trong một nén nhang rẻ giá, đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy quý dường bao. Phật tiên đâu cũng bốn đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức, của bất lương dây một trả mời. Nhỏ to càng xét dân ơi, liệu cho hồn khỏi bị rơi diêm đài. Chỉ một thi quả tay muôn triệu, nhã dài lời phước nhiễu trăm thiên. Lọc lừa kỳ bơ chữ duyên, bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lãnh nhiều câu bi yêu, của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dài đâu ngay, nơi lòng được biết nên bài ra đây.
ai cũng cùng xây đạo pháp, mi lo cho mình lo khắp người ta. Giống lành gieo rải gần xa, tạo nên thế giới an hòa phồn hưng. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng này. Riêng mình ăn mặc phù phê, không màng đến kẻ thân che không lành. Đạo bất ai quên mình lo chung, đức từ bi rộng bụng thương dân. Phận mình lao khổ chẳng cần, miễn là giúp kẻ được thân nô lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không vậy sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy biết còn là chi. Khuyên nam nữ khá suy tốt lè, chớ cho tu là kẻ dại khờ. Nếu không biết mỗi quyền cơ, đâu cam non lạnh ngồi chờ lục niên. Ta vì quá còn điên đạo ly, nói không ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn, nói ra vì muốn hưởng thông tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mỗi càng sâu. Gần Ngài biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quài đầu tu thân. Chậm một bước não nặng mấy đoàn, mau cắt chân rừng thăm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà, đổi tay nhiều cột đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn luốc lem, mở tâm thấy được hết thèm khát ư. Ta xin tiếp lời chữ Phật bảo, trong hoa sen quý báu ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua với đèn hiền minh trước đó, ta chừng như quên có đèn hoa. Trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi có biết tâm ta muốn gì. Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, bên tay như gió trút đi qua. Ngọn đèn liền tỏa sáng ra, như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đâu đánh ình ình vang dội, ba hồi to nhất nhối lộ tay. Trong ngưng liền thấy hạt bay, ngầm phong thơ đỏ nhà ngay trước đầu. Thơ chỉ có bốn câu thi ngắn, lời giảng đơn căn dặn như vậy. Ba hồi trong mở khai, mọi người thấy vang tay. Tiếng trống kia khi dứt, không hỏi cũng biết ngay. Bốn
bốn câu này xin ai khéo nghiệm. Mẫu làm sao và nhiễm làm sao, càng suy xét đến chân nào càng hay ho, khó tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chung như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết tự tan, lần đến việc quá không cũng đen rồi lại cùng bóng. Nghiêm trang khó tả sao cùng nghiêm trang, ở đồng đạo kiên gan bền chí, làm sao cho hiển thị quá đèn sẽ là không ngớt lời khiến. Thần tiên của việc thần tiên khó lường, thần tiên cũng từ đường sanh chúng mà đau lại đến chúng siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên khá tình chớ có để riêng lắm ngờ. Tâm đang rồi đang mờ không thấy, thần tiên nằm trong mây ráng môi. Lòng tâm để trí mà coi, thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không hoa ráng bình, khi thấy ra nhờ tin dẻo dai. Lòng nguyện lanh nở trần ai, việc chỉ dù lắm rủa này không ham. Khó thay mấy cũng cam chịu khó, miệng làm sao mở tỏ chân linh. Thoái hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chồng, mà không gấp tu thì hỏng khoan đi. Mãi trời như chớp rất nguy, đừng rằng việc chẳng gấp chi là lầm. Trời trong đó rồi gặp chuyện đó, làm việc thường hay có phải không? Thì là cơ cuộc đại đầm, ngày kia cũng thế chớ hồng say hoa. Mắt đây thấy Phật đã quá hiền, việc thế gian nhiều chuyện quấy kỳ. Chừng ngày tai nạn phủ di, gió lai một ngọn cùng nguy cả làng. Chớ tưởng coi thân tan sơ lọt, khi trời đâu cùng lấp đến nơi. Tu hiền mới dừng người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện qua vàng hiền ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lần biến qua đồng rung lên. À,
ai ngờ có tiếng rên thấy thầm từ trong qua như vàng muôn người. Kẻ thì như đắm giữa vời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị xa núi lừa, có người như té hố thầm sâu, có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lanh, có người bị giặc bỏ danh, tai nghe đầy tiếng rên than nào này. Nghe không cũng hồn mây phách lạc, nếu thấy càng thần thất tâm kinh. Chính đây cùng bắt rộng mình, tham thề ấy vốn bao tình sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở châu nào cũng gặp thấy ư. Cuối xin các đức bi từ, ra tay cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mong thêm hơn. Làm lành hơi khắc tam trần, tuồng đời càng lúc đi càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, ơi chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp mắt địa cầu, không điên một giới một châu bơ người. Nam Phật mới cạn lời giải dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tình thức tu hành, bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuya. Hiền lành được nhiều bề che chở, người hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng gì người nào được ư. Vì lẽ ấy cần quy chánh lầu, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thâm bia diệu, phải công kỳ mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng phúc nào lời, nay không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hồi, đâu là nơi nguồn cội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thôn hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi dầm cả mọi nơi. Tình cho được khách trần đời, hết người mấy mùi mới thôi vận hành. Hiện thân ở đảo gần xa thầm, giống
từ bi dần râm khắp cùng. Lóc lăng chiều ôm thứ tông lòng trong sao trước dần trong một màu. Phật có dạy một câu bí nhiệm rằng con ơi trong biển có vàng, muốn tìm phải lập phải sàng được vàng, phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xả lăng thân vào. Thất vàng dấu lửa nào không sợ, có lóc lăng mới rõ giả chân. Ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lòng. Trước sau cũng vẫn không bóng gian, không để cho dương mang sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi, muốn đời để tạo những gì cao siêu. Bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiền, bên trong luôn một chuyện đau màu. Quê nhà khó hiểu cho đâu, tình riêng ôm giữ đau màu chung lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy xứ người lao lách thích ứng. Nhưng chung quy một bước chân, đưa dẫn chúng đến hưởng phần siêu sanh. Chớ thấy vật bên mình biến hóa, mà vội vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau, nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều. Muôn năm cũng không tiêu mòn được, thật vàng mười sáu trước chói chang. Quê nhà chớ giả nghi nan, xin cùng đấy một lầm vàng chớ phai. Chịu khó nhọc dồi mài đau đất, sẽ cùng đấy quý nhất ý nguyện. Dù sao chớ để lời duyên, một ngày nằm mang đau nên một ngày. Tâm không bận trần ai nhất vật, duyên lành gây khắp đất không chừa. Lòng này ai hiểu được chưa, nếu chưa hiểu ráng hiểu cho đến cùng. Từ xưa đến ngay trong hiện kiếp, vì nặng duyên với khắp nhân sinh. Lao thân cõi tục muôn nghìn, để làm cho giống hữu tình mọc lên. Nay cũng thế đâu quên lẽ ấy, đi đỏ đi tìm cái duyên xưa. Nhờ trời ban bố mốc mưa, cho đâu đó được lòng vừa như nhau. Dắt được một người vào cửa Phật, mừng còn hơn bao vật muôn
xen. Lời lành thấy kẻ không nghe, đớn đau như thể búa đe đập vào. Đêm không ngủ vì câu suy lường, ngày quên ăn bởi tưởng xa gần. Nắng tình vẫn phải mòn thân, mòn thân đâu quản miệng vẫn đậm tình. Mỗi sâu nhiệm nơi kinh khổ vạch, ở nơi lòng là mạch ráng tìm. Thấy lòng thất biết cổ kim, thấy tình vẫn quốc, thấy miền kẻ xa. Ngày nào được thấy ra điều ấy, tất cùng đây như cháy với hiên. Ráng trao cho tâm lấy duyên quan âm, thế chỉ ngồi bên Di Đà. Ngày Hỷ Lạc chính là ngày đắc phúc trùng lại ấy, phúc vinh quang quê nhà lớn nhỏ khá toan. Để cùng nâng chén huy hoàng gần xa, sợ khổ sợ tuy là lắm chiều. Lòng không nao xứng điệu làm trò, tổ thầy tất đã yêu cho. Chớ ngờ áo gấm mặt mò trong đêm, có một chuyện khiến thêm tin chắc. Vào một đêm nước mắt đang tuôn, lòng sao chi xiết ưu buồn. Trách hiền khôn đốn ấy còn hung an vàng. Liền bên tai nghe vang tiếng nói rằng, con ơi chớ vội trách phiền. Phật trời đâu có về riêng, hiền mà khôn đốn ấy gì mới đây. Không được sướng gì gây phước trước, phước hết rồi nào nột ba băng. Chớ rằng không được an nhàn, còn hiền không đốn trách than luật trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, sự dữ lành lớn nhỏ thấy qua. Không riêng việc đã làm ra, trong lòng mới tính cũng là hiểu thông. Xưa nay phép chỉ công chẳng lệch, nay chớ nghi ngờ làm chích lòng trên. Thương người tâm mấy đáng nên, những điều những quả đừng quên xét vào. Hiền khôn đúng chẳng nao núng vàng, không những là sống quả trước kia. Phước nay còn được nhiều bề, càng cam chịu được Phật quê càng gần. Nghe nói thế ta lần nuôi già, nói trong lòng rằng cả việc chi phụ cho các đấng từ bi xét xem, cho chúng mây si được nhờ. Tay lại tiếp nghe qua thêm nữa rằng, con ơi chớ có nghi ngờ. Mẹ thương mến đứa con thơ, thế nào thì Phật cũng là thế này.
thương chung đừng quên đi cõi thoáng xuống hầm trần chiếu khổ giường bao hôm đời đời chẳng xót đau thường đem cay đắng chỉ vào Phật tiên ai nợ trách kẻ điên em đã thấy con mê lòng giá càng thương con ơi con kẻ não tường thầy con chính ở bên giường con đây này rơi lụy khôi nhớ thương như lụy như thành chỉ nghe tiếng nói đâu đành phải cho thấy mặt thì tình mới ân đoạn này ta xin ngưng để đo chờ kỳ sau sẽ có dịp bài tiếp qua tiếng nói bên tai từ đêm cho chi những ngày thường nghe cùng một hôm vào khuya vắng vẻ tai liền nghe nhỏ nhẹ lời thơ thánh phi thường thanh sĩ dĩ phàm sĩ lưu nhi bất di ngoại kỳ hữu ly vì ý năng tương đại nguyện hà tỷ phật vô nhất ngôn giáo hà lập về diễn kiến năng trí âu nhi vô trì tâm dĩ độ tâm lão hà nhất ly hòa thống phương phương hảo chân thử bì nhất nhốt trì quý trụ kỳ bát di kể rồi văn tắc văn dò khá đêm mọi chữ kết đã cho thành dần tơ nhỏ sợi khéo đang dệt lại nên gấm bông việc ngày đâu qua con ơi kể một lời ra có nhiều cớ mật ráng mà xét suy một để một việc chia cùng dễ hơi một ra mời sự hay lắm con khéo dùng phương tiện cho tròn nay không nên được hết còn hồi nào nói tới đây lời trao đã dân nằm gác tay lên trán nghĩ suy còn lưu lại làm chỉ cõi trần nghĩ đến đây tâm thần mỏi mệt mắt nhắm đi đến lúc mơ màng duyên xưa đâu khéo đêm đàn người anh cách đi khoảng muôn năm lai hồi rằng em lời thăm chẳng ý nguyện nên hay chẳng mặt tình trước sau một chỉ hy sinh sống hay chết cái thân mình kể chi ở trần mãi đến khi toại nguyện chừng nào không còn chuyện khổ đau niết bàn kia mới nên giàu còn người sầu khổ còn lao trong trần em ơi đạo xa gần cố bùa
hết lao đao đến thuở thanh nhàn. Đang ngồi nơi chốn lâm sang, nghe em than chán vội vàng xuống đây. Anh thương em từ ngày xưa cũ, đến những nay chịu đủ âu sầu. Lóc lăn còn thiếu gì đâu, dấu chân dầm khắp địa cầu hỡi em. Việc đã cần anh xem thấy rõ, không muốn em chán bỏ nửa đường. Từ bi tâm mấy khôn lường, mừng cho em được nối đường Như Lai. Em đã chẳng mến sai xác tục, mi đang cánh phải tâm lực đủ đầy. Nhưng cần phải mượn xác này để làm xe chở nhân loài qua chuông. Kể từ đây lời buồn tiếng thầm, nên vì anh để ngầm trong lòng. Việc em anh đã cảm thông, mỗi lời than mỗi khiến lòng anh đau. Vừa rồi được lời trao nhỏ nhẹ, em biết cho là kẻ nào chăng. Ông già tóc bạc da nhăn, bấy lâu thường ở bên màn của em. Nghe lời ấy ta thêm ưa lệ, màu nhiệm thái cho kẻ vô hình. Từ lâu khắn chặt tâm tình, không riêng cho tiếng cho hình thấy luôn. Một ý nghĩ sai đường Phật Pháp, mi cùng ứng lời dạy gấp không quên. Không nhờ ơn đức bề trên, ta đâu dễ được hiểu nên thế này. Không riêng ta dù ai cũng thế, dình lẽ tu hiền thế là sẽ được Phật tiên dạy cho các lẽ bí quyền chẳng không. Xin chịu khổ trì công khuya sớm, nếu không nên ta chẳng phải người nào. Ta nói ra là vừa theo lời Phật tiên, ngay như việc Hoa Liên ứng ngữ, cũng nói ra để gợi cho nhau. Rõ điều màu nhiệm siêu cao, hầu tu thêm nữa cho mau công thành. Qua còn nói muôn nghìn lẽ nhiệm, mi xin kể thêm yếu điểm ra nghiêng. Vừa rồi những tiếng gớm ghê, có muốn kẻ khổ dầm về khóc than. Tiếng ấy dứt qua vàng liền đông, mi quanh mình ta như sóng vỗ vào. Tự nhiên cảm thấy nhức đau, thần linh hồn phách biến vào nơi đâu. Trong lúc ấy mau lâu chẳng nhớ, khi tỉnh ra thân thể như dần. Còn thân như đã mất thân, chính ta chưa biết phép thần làm sao.
không khi khi đổi thay, nhân vật tự như say, thất thần trong tức khắc, tỉnh lại có mấy ai. Sau khi nghe đến kể này, trong lòng ta cảm thấy đầy sợ lo. Ngày chung cuộc nếu mà thật thế đến như loài trùng dễ cũng tiêu, trong không như lượng sóng tiêu, mũi như xám đất làm sao sống đời. Không nhờ Phật giảng hồi tánh mạng, lớn như voi cũng chẳng còn chi. Có vậy mới gọi biến di, Phật tiên về đó ra đi kêu gào. Ráng bớ ai dù sao cũng ráng, qua hội này sống đặng muôn niên. Nếu như thành được Phật tiên, lại càng thọ hưởng vô biên lạc nhàn. Như rồi đó hoa vàng đã hiền, nhiều cánh màu nhiều chuyện xinh tươi. Vui hơn vui của loài người, ước mong khắp chung sống nơi cảnh này. Tu chinh chắn đến ngay đó được, có Phật Ngài đưa rước tới nơi. Việc này đâu phải xa vời, xin nên tin chắc ở người quê hương. Đèn trên quá con đường thẳng ngọn, gió từ đâu rón rón thổi vào. Ngọn đèn liền phất phơ mau, biến ra một cảnh trong vào thêm xinh. Đức Phật ngồi trên sen bảo nhích miệng cười rồi bảo con. Chúa vì bởi nó còn non, chính rồi sẽ ngọt không còn chúa đâu. Nghiệp chưa sạch đành câu khổ bao, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Gió ngưng thì sống cùng em, điều này còn khá nhớ đêm giao lầm. Cánh này tên là không diệu hầu, lòng muốn chi có đủ ở con. Ngã nhân tâm nó chẳng con, thì là sẽ được sanh lên cánh này. Vậy con nhìn nơi cây bên cạnh, biết bao nhiêu trái chín thơm tho. Ăn vào cả tháng được no, không cần đại tiểu vẫn là tự tiêu. Y phục luôn tùy theo ý muốn, rồi tự nhiên hiện cũng ở nơi thân. Gọi là như ý diệu thần, cõi không diệu hữu toàn dân như nguyện. Ngài chốn lọc tại miền hạ giới, kẻ hữu duyên sẽ tới cõi này. Là Ngài không cánh mà bay, không trầm tìa vẫn đủ đầy ấm no. Con ơi ráng truyền cho dân biết, tận diệt mà không diệt ở con.
mất, nhưng mà vẫn thương con. Ấy ngày lập hội đầu non tại trần, không điên Phật hóa thân khắp chỗ, các thần tiên cũng đổ xuống phàm. Mạnh ấy thì việc ấy làm, tùy duyên cứu các linh căn đem về. Nói xong Phật tay xòe năm ngón, chiếu sáng như năm ngọn đèn pha. Ngũ phương liền thấy hiện ra, vô biên thế giới thật là đẹp xinh. Mỗi thế giới dạng hình mỗi khác, có gì thì nhiều mắt nhiều tay. Cõi thì to lớn hình hài, cõi thì nhỏ thó như người thế gian. Có cõi đất bằng vàng chói rực, có cõi thì châu ngọc lót đầy. Cõi thì toàn thấy những cây, không nhà không cửa đêm ngày sáng trưng. Mỗi bước có qua đứng đỡ gót, tay luôn nghe lời Phật dạy khuyên. Được có liền dù rằng việc ấy ở miền khác xa. Chim biết nói gió hòa nên nhạc, nước tùy lòng ấm mát đổi thay. Cõi trần khó sanh vào đây, càng xem càng thấy mê say thêm nhiều. Phật liền cất tiếng kêu ở trẻ, ở thế gian ít kẻ thấy đây. Tưởng rằng chỉ có trần ai, chứ không còn có cõi ngoài khác đâu. Thế nên cứ bấu câu tục lùi, cạnh tranh nhau nhục sĩ chẳng màng. Rốt như bọt nước hồ giang, chỉ trong chốc lát đã tan chẳng còn. Cảnh chân thật mắt con đã thấy, khi trở về nhắc lại cho người. Duyên con đã nặng với đời, lời con sẽ được lắm người nghe theo. Thang có kẻ trả treo chống chọi, bởi kiếm duyên nên gọi cái lời. Con ơi gặp lúc hạn trời, dâm lên có một khổ thời mười mươi. Được nghe ít bị cười nhiều lắm, không càng trường khổ rắm giống duyên. Cuối cùng với buổi đầu tiên, lòng người thương ghét đổi liền không ngân. Đặt xuống bằng ít nói dốc luôn dậy đầy. Muốn nói gương phẩm Như Lai, chớ nào nung tiếng nhất xài thế gian. Người không hiểu thì càng thương xót, cố dạy cho đến lúc hiểu rành. Kẻ say giận nó sao đành, không mê ai cũng miệng lành như nhau. Con là một trong bao Phật tử, gương từ bi khá giữ cho mình.
gặp điều thử thách đến mình phải luôn nêu rõ chân tình cao siêu. Núi cao mấy rừng nhiều thế mấy ơi cũng chẳng làm trở ngại khoảng không. Khoảng không ấy dí cho lòng núi rừng ấy dí trắng hồng nọ kia. Ở trong cõi trần mê dần tình cùng Phật đâu khắc tinh ở con. Quyền thân tuy mất mà còn rách y phục chứ đôi mòn thịt xương. Gạn xét kỹ rồi trương cung đào huy băng cho tan giặc bạo trong đời. Ngàn vàng dễ kiếm con ơi một câu chân giáo muôn đời khó nghe. Hãy quý trọng hơn là châu bao ngày đêm luôn trì bảo chớ quên. Riêng mình đạo quả được nên ráng nhiều ba tấn cùng lên sen đài. Phật ngài nói đến đây liền ninh thoát nhiên trên tụ đỉnh chiếu ra. Tự nhiên không thấy Phật Đà chỉ còn thấy có đóa hoa với đèn. Trong lòng ta ngợi khen đau đề các Phật đều tương thế giống nhau. Đẹp hơn hết thải vật nào mặt mày vui vẻ lời trao dịu dàng. Vừa rồi giải mỏi đàn hơn thiệt hay chân lý thái siêu việt lắm thay. Mỗi câu mỗi chữ đều hay càng nghe càng khiến mê say khó lần. Muôn kiếp khó quên ơn đại đồ uy đạo quyết thành để có đáp ơn. Ở người trong cõi thế nhân nghe đây rồi thấy tâm thần nghĩ sao. Hả không sớm bước vào cửa Phật để quy y giải cuộc trần ai. Muốn tu tu chứ hẹn ngày kiếp đời không thể kéo dài được đâu. Trễ một dịp khó ôi gặp cuộc trời tối mà gặp đuốc là mây. Mong trần còn có bao giây có đeo cũng chẳng đeo hoài được đâu. Ta lặng lỗi vì câu dục thúc chịu nắng mưa bởi cuộc tử sinh. Nói ra với cả chân tình muốn ai cũng được cái kinh tinh đạo màu. Ta xin viết những câu sau đây khi nhớ nhau đọc lấy đỡ buồn. Đã ngót năm năm trường ta xa cách quê hương những đôi với già trẻ vẫn giữ một lòng thương thương đến rơi nước mắt thương đến nhói càng trường. Xác thân tuy lượn lộ tâm hồn vẫn nhất phương quên ăn vì quá nhớ mất ngủ bởi nhiều thương. Thân trên giường ngoại quốc mộng về đến quê hương
xưa nay vì tâm bình. Hiện còn da bọc xương, hỡi người trong quê nội, lòng ta có được tường. Cách nhau xin chớ cách, ráng đợi cuộc phùng tương. Dẫu gặp muôn thử thách, xin chặt giữ một đường. Dù ai có chạy ghét, ở đây đó vẫn yêu thương. Chớ để danh cam dù, đừng cho lời gạt lương. Thì khó khăn dù cách mấy, tu cứ vẫn tu luôn. Ví dụ ngày mai mốt mới được xôi gió thuận đường, ngày gót chân người mong đợi sẽ trở lại quê hương. Từ đây cho đến đó nhớ nuôi chi quyết cương, khổ sầu sẽ đành trả cho nhau chính huỳnh tương. Đọc luôn mối tình đây đó càng vướng thêm nhiều. Hai ngã được cùng theo một ý, việc lớn lao thế mấy cũng nên. Đạo màu càng chói chang lên, không điên một chỗ mà trên khắp cùng. Trong cửa Phật có trung lần hiểu, cũng có luôn cả điều nghĩa nhân. Muốn cho đáp vẹn trầm ân, người trong cửa Phật đi giữ thân cho tròn. Thân ấy vẹn phần con phận tớ, vẹn cả tình quốc thổ quốc dân. Nếu là thật đạo chánh chân, hào quang thì có yếm trần thì không. Mượn cảnh tình cho lòng bình tĩnh, chưa phải là chân chính pháp môn. Được luôn tự chủ ở tâm hồn, dù trong hỗn loạn nhưng lòng vẫn yên. Có thể mới dùng quyền đổ thật, trong bụng lầy mà chất vẫn thanh. Quê nhà xin ráng nghiệm rành, nguồn chân nắm được tu hành mới nên. Nơi đất khách nào quên cố quần, ở trần gian vẫn tưởng Phật đài. Dù chưa xa cách bao dài, lòng mong trở gốc không ngày nào quên. Tuy dây trắng mực đen thu đàm, nhưng lòng son đã chạm vào đây. Xem đây tất biết lòng này, muôn xưa cho đến ngày nay một niềm. Niềm ân ái từ kim chỉ cổ, đã gieo sâu trong chỗ tu hành. Giữa ta cùng khắp nhân sanh, chết thân muôn lượt nhưng tình sống luôn. Người dẫu phụ ta không thể phụ, ở nơi đâu cũng nhớ thương luôn. Riêng thân khổ chẳng hề buồn, thấy người bị khổ mắt đi tuôn lệ dài. Ước sao khắp ai ai cũng thế, cùng với đây tương kế tâm linh. Loạn cho thấy mấy cũng bình, ai nghe cũng mến, ai nhìn cũng ưa.
mắt sầu này nếu chưa lấp được, quyết lộ trong dân nước còn rơi. Khóc không vì phận xa vời, mà là khóc cái cuộc đời loạn ly. Khóc vì cửa từ bi vắng vàng, khóc người tu không ráng lo tu. Không riêng lúc thức khóc đầu, đến trong giấc ngủ cũng châu rơi dầm. Phật vẫn đem bày tỏ, trong lòng son luôn có nhớ lo. Lời nào của Phật dạy cho, tiện bày nói hết ra cho người đời. Chừng nào được khắp nơi hối ngộ, thì những lời khuyên dỗ mới ngưng. Còn người chân bước chân dừng, ta còn đem hết tinh thần réo kêu. Xin vui vẻ nghe theo lời chánh, để làm xong hoàn cảnh người tu. Mới không luôn uổng công phu, người đâu khinh bỉ mình đâu hổ lòng. Ta xin kể chuyện bóng thêm nữa, để cùng nghe hầu sửa lấy tâm. Hoa đèn còn đứng như gấm, ta còn đang đứng ngó chầm vào hoa. Trong lòng ước Phật đà giải kỳ, đâu chân và đâu nguy đành rành. Ngõ hầu nhắc lại nhân sanh, dựa theo nơi đó đi hành cho ấy. Vừa nghĩ thế tức thì qua đồng, canh thứ nhì gần rung của hoa. Bắn lên một ánh sáng loa, chót trên ánh sáng Phật Đi Đà ngồi nghiêm. Tướng đẹp chúng cổ kim kho sanh, gương lành trong ba tăng đâu soi. Mùi hương bay rất thơm tho, gió đưa thay mát hơn là gió thu. Phật liền nói lên câu di diệu, rằng con ơi nên hiểu như vậy. Thật ấy là chân, giả ấy là nguy. Chân không dối lừa nguy hay gian trá, chân không ngã nhân nguy thì nhân ngã. Không chấp là thật, còn chấp là giả. Tâm chân chân hết, tâm nguy nguy cả. Nguy vốn tại mình, chân không vô kẻ. Không sáu trần thật, có sáu trần giả. Chân có không không, nguy không có có. Nói làm một thật, làm nói hai giả. Chân ngoài như trong, nguy trong khác cả. Thương khắp là thật, yêu riêng là giả. Chân thì không ngần, nguy không phóng xa. Sao trước một thật, đuôi đầu hai giả. Không dương chân hết, có đeo nguy cả. Không sắc là thật, thì còn tướng là giả. Chân thì chân thành, nguy thì nguy quá. Còn cứ lấy đây nguy chân đi hỏi giả. Phật Ngài vừa nói tới đây, hào quang liền mất mặt mày hết trong. Ta đứng
trồng chẳng đâm, bởi kể màu đang ẩn trong tâm. Càng suy càng để ý tâm, càng hay càng thấy cao thâm vô cùng. Vì sai cái mắt ngưng không nhảy, ngó Phật khi hết thấy mới thôi. Hào quang cao vội ngất trời, khéo thay Đức Phật lại ngồi lên trên. Việc chân ngụy hư nên giải kỳ, mỗi lời gồm đủ lý càng sâu. Hiểu ra cho tận đuôi đầu mới hay, lời Phật nhiệm màu vô biên. Xin chờ lấy ý riêng xét nghiệm, đem tấm lòng cao viễn suy ra. Việc chân hay ngụy cũng là từ trong tim não sinh ra mọi điều. Lấy khuôn mặt ở nhiều kinh điển để làm nơi dân kiên ít lắm. Hành sai gì bởi mê tâm, tâm mê hết được việc làm không sai. Nhớ cho kỹ bớ ai người thấy, hãy tỉnh ra chớ để mê luôn. Khổ đời còn diễn lắm tuôn, chậm qua một khúc rối cuồng nhiều nguyên. Theo lời Phật ta nghe từ trước, nghi cho đến nay lần lượt kể ra. Không riêng lời của Phật Đà, mà nhiều vị khác cũng là nói luôn. Còn một vị chờ cơn thuận tiền, ta sẽ đem phổ biến ra nghe. Nói ra ai cũng không dè, phong thần ấy chuyện đã nghe lâu rồi. Ta nói hết không lời nào tiếc, nói cho người được biết để tu. Tu cho khỏi kiếp lao tù, tu coi đại hội trên bầu thế gian. Con đắc đạo cứu an cha mẹ, thành nhiều trẻ qua trung. Chồng nên vợ được nên luôn, vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Nên hợp sức bắt sâu nhổ cỏ, một hộp gieo được trổ nhiều bông. Khuyên nên đồng vợ đồng chồng, cha con nhất trí giống dòng nhất tâm. Dịp mai cả muôn năm mới gặp, chớ bỏ qua hãy gấp ôm vào. Để xem kẻ cõi qua lâu, đi qua biển cả thế nào mới vui. Trời đất lúc tối thui tất cả, ngón đèn thần sẽ chóa khắp nơi. Hiền lành sẽ được đèn soi, giữ hung đành chịu như người quán manh. Lúc khác chẳng ai dành cho nước, khi đói không kẻ giúp cho cơm. Khổ thân còn khổ linh hồn, khổ trong muôn kiếp đêm dòng một khi. Ngày ấy sẽ lần đi tới chỗ, lá khô thì sẽ đổ chẳng không. Liệu mình cho được sạch trong ngày khai đại hội ấn rầm được phê. Tỉnh thức sớm chớ mê ngủ nữa, hỏi này không còn thở nào
sầu tan cả mưa buồn tành sông. Những lời nói trong bóng sen đầy không dễ nghe chớ lấy làm thường. Toàn lời của Phật mười phương nói ra vì bởi lòng thương thấy trần. Liền sau khi Phật thân ẩn vàng trong hoa liền đổi bản thân tao. Một bài thơ diệu làm sao thơ rằng ở trẻ tay trao hạ quân. Mặc cho cuộc mưa đơn vô kiếp vẫn một lòng sắt thép trơ trơ. Ráng đưa người đến bến bờ sống dù muôn lượng chân mái chèo. Xưa Phật đã qua đèo lội xuôi chẳng quan chi gối mỏi chân đau. Lòng tu trước cũng như sao mến tu hơn mến sắc màu thế gian. Gặp thử thách trơ gan chịu đựng suốt khoảng tu không sướng một ngày. Nhưng lòng vẫn được dẻo dai chỉ tu càng thấy mỗi ngày thêm tăng. Nếu không chịu khó khăn như thế quả Như Lai đâu dễ đắc thành. Lợi danh chẳng mến lợi danh ai tình mà chẳng ai tình buộc vương. Thật là một tấm gương vĩ đại đang chúng sanh sùng bái muôn đời. Con ơi gương ấy khá nói khỏi cần phải nói thêm lời chi hơn. Vừa đến đây nhạc ngưng lời dứt qua và đèn cũng mất theo luôn. Lòng ta vui trộn lẫn buồn vui ra nước mắt buồn tung lễ dài. Cảm ơn Đức Như Lai vô lượng khéo tùy cơ biến hiện độ môn. Xin Thầy dù xác muôn chôn vẫn không quên được đồng ân Phật Ngài. Không thành đáo lầm đây há toài, chẳng tính đời sao phải người tu. Đuốc soi gấp mấy căn thu, lời khuyên hơn lá rừng sâu mới vừa. Xin đồng đạo chớ ngơ ngẩn già, ráng đọc lời biển tả nơi đây. Lòng thương nhau chứ nên khuây, đường tu cứ bước đừng ngày nào thôi. Nơi